Chúng em xin chào các anh chị, này là cái giọng chua nuét của em này. Phải gọi là người ăn cơm nhà lắm luôn đấy. Nên là ba anh em lao ra bên quan bà Triệu để xem có món gì ăn rồi review cho các anh chị xem hay là không. Đi một thôi một hồi thì chẳng thấy cái món gì hợp khẩu vị ba anh em. Ba anh em nhà này hơi bị khó tính đấy, sống thế thì ai mà chiều được. Thế là lượn ra khỏi Vincom, đi tìm ăn gì khác thề không nói điêu. Đi đúng 7749 vòng mới tìm được một cái quán gà rán Hàn Quốc thì thằng Lâm bé nó dãy đành đạch cho nó đòi vào ăn, khổ lắm cơ. Quán này thì nằm ở trên phố Giảng Võ nha các anh chị nhá. Nhưng mà từ lúc mà mở cái menu ra thì ôi giời ơi, em phải lạy Lâm bé luôn. Bởi vì là nhìn những cái danh sách món ăn kèm với giá là cảm thấy nó hơi cao so với cả túi tiền của tôi. Có một người anh thông minh như Long Chun mà hai cái thằng này nó làm cái trò gì mà hết khôn nó dồn cả vào tuyến điên. Hai đứa nó chơi trò thi xem bẻ ngoặt tay ra sau đứa nào gãy ngón tay trước hay sao ấy. Eo ơi đùa, mày đừng nhận là em tao nhé, tao nhục lắm nhé. Về không gian của cái quán này thì nó hơi bị bé, nên là các bác nào mà quá đoàn đông hoặc chúng ta đi họp nớp thì mời sang quán khác, đừng đến quán này, không có chỗ ngồi. Món đầu tiên em muốn review cho các bác là cái món mì Hàn Quốc như thế này nhá. Thì em xin nói thẳng luôn là mì không ngon nha các bác nhá. Em thề luôn, em mà nấu ở nhà em thì phải gọi là tuyệt vời đỉnh luôn. Tại vì cái sợi mì này em nhận định luôn nó là mì Coreno đầy dãy trong siêu thị. Còn về cái nước thì nó hơi bị nhạt nhẽo quá đấy các anh chị bán hàng ạ. Em thấy nó nói chung là không hợp khẩu vị nhá. Còn ai ăn ngon mặc ai, em ăn em không thấy ngon. Nhưng cái món canh kim chi này thì lại cực chuẩn của nó luôn các bác nhá. Đấy các bác nhìn nó sôi sùng sục, nó nóng nhá. Vị của nó đầy đủ độ cay. Và nói chung là vị kim chi nó hòa quyện vào. Eo ơi ăn nó sướng cái mồm. Quặn về các món pan chan thì quá kim chi, cá khô, đậu và trứng chim cút. Nói chung là ăn cũng khá là ổn. Ổn đấy. Eo ơi đùa, nhà hàng đối xử với khách tàn nhẫn quá cơ. Gọi một cái suất khoai á, mình nghĩ là nó bé bé mà nó đem ra như kiểu là cả họ hàng nhà em ăn 7 ngày 7 đêm mới hết cái đĩa khoai. Đây này, tâm đắc nhất là cái món lay lay. Món gà xào với bắp cải phủ với cả phô mai. Eo ơi vị nó đậm, ăn nó dẻo. Mà nói chung là rức cái lách. Nói chung là ăn hợp với em vô biên luôn nhá. Đến lúc mà cái tô cơm này nó ra, tôi mới tự nhủ với ba anh em mình rằng liệu ba anh em mình có phải là con người hay là một cái loài gia súc nào đấy ăn nhiều vô kể không các em. Còn nói về độ ngon của món cơm này thì cũng bình thường thôi, em ăn em thấy nó được khoảng 7 điểm. Eo ơi đùa, ba đứa ăn mà gọi như là gọi cho một đoàn 70 người ăn ấy, chẳng hiểu tại sao. Khổ lắm, ở nhà em là bị cái tính chưa ăn đã lo đói, đâm ra là cứ gọi nhiều quá đấy khổ. Ba anh em ăn xong rồi ba thằng mặt đần thối đần nát ra. Eo ơi no đến mức độ mà các dây thần kinh nó còn không chập vào với nhau cơ. Tổng thiệt hại là 942 cành cho ba miệng ăn gia đình nhà em. Bằng theo em nhận định thì với một cái quán Hàn như thế này là giá nó bị cao đấy các bác ạ. Không rẻ rớm gì đâu. Nhưng bên cạnh đó cũng là gia đình em đớp lắm nữa các bác ạ. Ăn xong rồi không đứa nào muốn đi về, muốn nằm lăn cạch ra đấy ngủ mới giấc đến sáng luôn đấy các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của anh em. Nhớ thả tim cho anh em chúng em để anh em chúng em lại review tiếp các bác nha.